Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Trong clip buổi tối ngày hôm nay thì Xuân Đình lại tiếp tục giới thiệu đến anh em những cái sản phẩm mới về tại cửa hàng Xuân Đình. Và hôm nay thì có rất là nhiều những cái mặt hàng khá là đặc biệt cũng như là những cái dòng âm ly rất là nổi tiếng để phục vụ anh em yêu nhạc trên mọi miền Tổ quốc. Sau đây thì mình sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá từng sản phẩm để anh em biết thêm về dòng này. Đầu tiên thì mình sẽ quay về những chiếc âm ly. Có thể nói thì những dòng âm ly Technic V7 chắc nếu như mà anh em ở trên YouTube hay theo dõi kênh của mình thì hôm nay sẽ là lần đầu tiên về được những con âm ly hàng chất bãi còn nguyên cả bụi vừa nên mình mới bóc ra đây để phục vụ anh em yêu nhạc. Máy hàng bãi đều đẹp xuất sắc, tổng này có 4 con. Mình đã bóc máy cũng như sẽ hướng dẫn anh em cách sử dụng về dòng này. Và trước khi đến phần chi tiết thì mình báo giá luôn, đó là âm ly Technic V7. Đây là hàng Xuân Đình lựa chọn. Cho nên là đầu tiên thì anh em phải để ý đến cái hình thức của nó trước. Máy đúng hàng chất bãi và đẹp xuất sắc. Nói chung là khi đã được lựa chọn thì nó phải kỹ càng một chút, cho nên anh em chỉ cần nhìn qua là sẽ biết. Toàn bộ 4 con đều đẹp long lanh. Thì mình bóc hết mặt ra để anh em được nhìn thấy luôn. Đấy. Rất đẹp luôn. Technic V7 thì tại cửa hàng Xuân Đình bán mức giá là 3 triệu 200 nghìn đồng. Dòng V7 này thì đầu tiên thì nó là đối tác chuyên nghiệp của dòng loa Nga. Loa Nga ngố S90 mà gặp những dòng Technic V7 này thì đúng là hợp như cậu với vợ luôn. Tiếp theo nữa thì những dòng V7 này thì chơi những dòng loa Nhật bát 2530 thì dòng này đánh cũng khá là tốt. Công suất của dòng này là 140W, có hai chỉnh tần chỉnh trở kháng của đằng sau âm ly à. Đó là đánh A hoặc B là từ 4 đến 16 ohm và có một cần gạt lên là từ 6 đến 16 ohm. Nên anh em không phải lo về vấn đề là có ghép được loa hay không vì cái trở kháng đấy là thấp nhất rồi. Đầu tiên là phím bật tắt nguồn. Đấy. Thứ hai là chỉnh bass check. Khi anh em chỉnh bass check anh phải ấn chữ tone. Nếu như cái đèn này không sáng thì bass check không có tác dụng. Đây, ấn xuống này, đèn nó sẽ đổi này. Đấy, nó sáng này. Thì bass check có tác dụng. Đấy. Trên spec tức là cầu loa nó thay bằng AB thành main và remote. Thì dòng này nó đánh được A và B và A cộng B luôn. Đấy, mình mở volume nghe. Hiện tại thì mình đang để ở cầu main. Đấy. Trở kháng của nó khi đánh A hoặc B là từ 4 đến 16 ohm và khi đánh A cộng B là từ 8 đến 16 ohm và đằng sau thì đều có chỉnh được cái trở kháng của loa. Tiếp theo ở phía bên dưới thì anh em nhìn chữ Soft Bridge này, Filter và High Filter thì những này khi anh em ấn vào thì tương đương tần số, đây là tần số của bên bass sẽ giảm đi và tần số của bên chép này cũng giảm đi. Đấy. Nên anh em nhả nó ra. Mono Shifter thì anh em để Shifter, tức nhả ra là Shifter, ấn vào là Mono thì nó có cái chỗ này. Đấy, anh em nhìn cái ký hiệu của cái nút ấn này. Bên trên là nút Recto thì nút này là nút đường tín hiệu ra thôi, cái này anh em không quan trọng mà quan trọng là cái bên input. Input là đường tín hiệu đầu vào. Anh em có thể cắm qua đường tuner, đường aux hoặc đường tap 1 tap 2. Khi anh em cắm cổng nào thì anh em sẽ thể di chuyển cái cần này sang cổng đấy thôi. Đấy. Phono luôn là dành cho đĩa than. Hai cái này là chức năng dành cho phono nhé. Ở dưới có nào nốt, bên này là ba lăng, trên volume. Giờ này thì nó có chạy mạch Newcrest A nên khi đánh tiếng càng nóng thì càng hay. Mặt của nó là mặt phay nhôm xước. Đấy, rất đẹp luôn. Tất cả đây là đều là hàng lựa chọn nên đều là hàng đẹp. Nhưng mình cũng vẫn phải nói rõ với anh em đây là hàng cũ, là hàng đã qua sử dụng. Nhưng những con hàng mà mình lựa chọn cho anh em đều là mặt mũi phải đẹp, ruột gan zin. Thì đây mình cũng có mở máy ở bên trong cho anh em được xem cũng như tham khảo về cái nội thất của những dòng âm ly này. Cái vỉ mạch đặc trưng của dòng Technic thì nó là vỉ mạch màu nâu cà phê. Đấy, đặc trưng của nó là màu nâu cà phê nhé. Một nguồn vuông rất lớn, hai tụ lọc nguồn, vỉ tản nhiệt. Đây, nội thất này anh em nhìn nó rất đẹp luôn. Sắt si không có han gì cái gì cả. Đúng hàng chất bãi nguyên bộ.
Từ những cái chất áp này, mạch này, những con tụ con trở mình cũng nói rõ là quần gì. Nhưng mà nếu như anh em nào mà cứ quan điểm thì mình cứ nói rõ với anh em là vẫn phải có chấm hàn. Vì những cái thiết bị này vận chuyển thì nói thật là người ta quăng quật rất là mạnh, mà từ bên Nhật về tới Việt Nam mình thì nó qua bao nhiêu cầu cước xe, nên cái chuyện mà đi đi đường sóc thì nong chân mà lỏng mới hàn là rất là bình thường. Và những cái này thì đều phải xử lý để khi đến tay người anh em dùng thì nó sẽ, cái độ bền nó sẽ cao hơn. Dòng này thì chạy 4 sọt than. Đấy, hai tụ đầu nguồn. Một nguồn lớn và đây là vì tản nhiệt. Máy mạch rất là đẹp và còn nguyên zin. Đây là phía đằng sau. Đây, zin là cái chỗ này anh em nhìn này, còn nguyên cả bụi này. Đấy, nguyên cả bụi xốp luôn. Tất cả máy ở đây thì mình lựa chọn cho anh em đèn hàng đẹp luôn. Đây là thông số của máy. Số seri là 6226. Điện 100V, công suất 140W. Trở kháng đây. Khi đánh từ A hoặc B là từ 4 đến 16 ohm, và khi đánh A cộng B là từ 8 đến 16 ohm. Và dòng này thì mình có nói rõ từ đầu nó có cần chỉnh này, cần gạt đây để chỉnh trở kháng của loa đây. Nếu như mà loa nhà mình là 8 ohm thì anh em gạt xuống 8 ohm. Đấy. Còn nếu như loa 4 ohm thì anh em để 4 ohm. Nhưng thường thì anh em nên để 4 ohm vì loa loa thì thường thường nó sẽ là từ 6 ohm trở lên nếu như loa đời cao. Còn những dòng loa cổ thì nó mới có 4 ohm. Thì anh em nếu để từ 4 ohm này thì sẽ đánh được tất cả các loại loa luôn. Đấy. Và dòng này thì nó có khóa dây. Khi anh em mà cho dây vào như này, nhét vào xong xoay ngang thì nó sẽ khóa chắc cái dây này lại. Đấy, còn khi anh em muốn rút ra thì em phải xoay thẳng ra như này thì mới rút được dây ra. Máy móc là rất đẹp, còn nguyên cả bọc nữa, nhưng mình cũng vẫn móc ra cho anh em xem. Đấy. Từng sô di từng qua một được. Con này là con 0215, còn thứ hai, thứ ba là 0012, còn cuối cùng là 0140. Tất cả máy đều đã được test và hoạt động hoàn hảo hết. Máy móc rất đẹp. Đối tác của những dòng loa Nga và những dòng loa Nhật thì tiếng rất là hay. Omnitechnic V7 là một trong những dòng người huyền thoại mà giá thì bình dân. Tại cả một Xuân Đình bán được giá là 3 triệu 200 nghìn đồng. Hàng chọn đẹp xuất sắc. À, 4 con luôn. Tiếp theo nữa thì mình sẽ giới thiệu với anh em một cặp loa Pioneer T66. Rất là lâu rồi thì tại cả một Xuân Đình mới về được một cặp loa đẹp như thế này. Tại vì là những dòng T66 này thì nó cũng rất ít hàng. Mình nói rõ là rất ít nhá, chứ không được nhiều đâu. Và trong những dòng Pioneer thì nếu những cái dòng mà cùng dòng với T66 này thì cũng có CF45, CF75 hoặc là CF700. Thì T66 này thì nó sẽ là đầu bảng cho anh em chơi nhạc vàng. Cùng một cấu hình loa đều là bass 20 năm. Nhưng riêng dòng này thì nó sẽ sở hữu một loa trung đôm rất là lớn nhé. Loa trung đôm rất là lớn. Và nó có cái độ rung động của loa trung này. Thì cái chất âm của nó sẽ ra mềm mại hơn so với những dòng loa kia. Trung đôm, mũi khế, tép đôm, hoa khế đây. Đấy, cấu hình của nó thì là ba đường tiếng, một bát 20 năm, một gân vải tẩm dầu, à gân vải này gân vải lụa. Đây anh em nhìn nó rất mềm. Màng giấy màu vàng rất đẹp, rốn vải không có lõm gì cả. Xương đúc, hai tinh chỉnh trung tép. Kích thước của thùng loa là cao 60, chiều ngang là 36 và chiều sâu là 30. Loa rất là nặng. Dòng này thì so với tất cả những dòng 45, 75 hay là CF700 thì dòng này sẽ là hay nhất. Nhưng giá thành nhà mình thì cũng vẫn bán như nhau, chỉ có 6 triệu 800 nghìn đồng một cặp loa T66. Tiếng thì cực kỳ ngọt ngào và chi tiết. Đây đặc trị Bolero nhạc vàng trữ tình. Và đây là chiếc loa còn lại. Thùng loa, tuyến loa đều rất là đẹp luôn. Căng cước cũng vậy. Đây, không có một vết rách này. Tem đầy đủ. Em mình sẽ quay cả phế đằng sau đây xem. Đây, thùng led căng. Tuy rằng không phải là những đồ âm thanh đắt tiền, nhưng nhà mình thì luôn luôn lựa chọn cho anh em là mang đúng cái tầm giá là bình dân nhưng đồ thì phải đẹp. Trở kháng 8 ohm, công suất 60W một thùng. Và với cái cấu hình của những dòng loa bass 20 năm này thì anh em sẽ chơi rất tốt phòng 30 mét vuông, 3 đến 40 mét vuông. Tiếng ở ngoài thì rất là hay. Và như vậy là trong clip
Buổi tối ngày hôm nay thì Sơn Đình giới thiệu đến anh em một những cái thiết bị âm thanh rất là bình dân, cặp loa Pioneer T66 huyền thoại đặc trị Bolero nhạc vàng trữ tình, giá 6,8 triệu. Âm ly Technic V7, toàn bộ đều là hàng bãi đẹp xuất sắc, giá 3,2 triệu. Chi tiết cũng như địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội. Số điện thoại là 0395 727 582. Duy nhất Sơn Đình chỉ có một số điện thoại nên anh em để tránh tình trạng bị lừa hay là bị nhầm hàng thì anh em lưu ý cái số điện thoại của Sơn Đình là duy nhất chỉ có một số 0395 727 582. Vì rất nhiều anh em lợi dụng cái uy tín của Sơn Đình nên đã đăng cái tên của Sơn Đình cũng như lấy một số điện thoại khác để có cái mình chẳng biết là có mưu mẹo gì, nhưng mà cái đấy là cái mà mình sẽ anh em sẽ nhầm hàng với cái hàng của Xuân Đình, cho nên anh em sẽ cố gắng lưu ý cái số điện thoại của mình. Và như vậy thì trong clip buổi tối ngày 17 tháng 9 thì Xuân Đình giới thiệu anh em những cái sản phẩm. Sau đây thì Xuân Đình xin kết thúc video. Cảm ơn và xin chào anh em.